Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay Thầy có nhận được hai câu hỏi của Phật tử Diệu Ngọc gửi về hỏi Thầy. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau: là Phật tử tại gia thì có nên thờ thần tài thổ địa ông Táo không? Xin thưa, nếu là Phật tử tại gia mà trước đó ông bà cha mẹ mình đã thờ ở trong nhà thì bây giờ mình cứ giữ yên như vậy mà thờ. Nếu như mình đủ sức để cảm hóa ông bà cha mẹ mình đi theo và đi đúng tinh thần của Đức Phật thì có thể mình thỉnh thần tài thổ địa ông Táo về chùa gửi cho quý Thầy, ở nhà mình chỉ thờ Phật, thờ Bồ Tát thôi. Còn nếu như mình không thuyết phục được người trong gia đình thì mình vẫn thờ cúng bình thường. Nên nhớ đó cũng là các vị thần. Ở đây chúng ta phải thấy rằng tinh thần của người Phật tử học Phật là để giác ngộ, học Phật là để giải thoát, chứ không phải học Phật để cầu sinh. Nhưng thông thường chúng ta thờ thần tài thổ địa hay ông Táo là để cầu sinh, ban cho mình ân huệ, ban cho mình phước lành, bảo hộ cho mình. Như vậy, thờ mà để cầu sinh thì nó hoàn toàn sai với giáo lý của nhà Phật. Ở câu hỏi thứ hai có nội dung: thờ ông thần tài để có tài lộc, vậy có đúng với tinh thần của nhà Phật hay không? Như Thầy đã nói, tinh thần của nhà Phật, học Phật để tu theo Phật là được giác ngộ, giải thoát, chứ không phải tu theo Phật để cầu sinh, để cầu phước lộc, cầu tài lộc. Thông thường chúng ta quan niệm thờ thần tài là để thần tài cho chúng ta tài lộc. Thầy xin khẳng định rằng không có một vị thánh thần nào có thể ban cho chúng ta tài lộc. Bởi chính Đức Phật Ngài cũng từng tuyên bố Đức Như Lai là bậc thầy của ba cõi, là bậc giải thoát khỏi sanh tử. Ngài nói: ta đến với cuộc đời chỉ là một vị đạo sư chỉ đường cho chúng sinh, thấy rõ đường lành, thấy rõ nẻo dữ, để chúng sinh bỏ ác mà làm lành. Thì tự nhiên người đó khi bỏ ác làm lành, trong cái việc lành của họ sinh ra tài lộc. Nhà Phật gọi đó là phước lành, chứ không phải thờ cúng mà có phước lành. Đức Phật khẳng định ta là người không có quyền năng để ban phước hay giáng họa. Vậy thì chúng ta thấy bậc thầy giải thoát sanh tử, bậc đạo sư cao cả, không có quyền năng để ban phước hay giáng họa cho ai, thì các vị thần còn trong sanh tử, còn trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì không có quyền năng để ban phước cho ai. Ở trong thiền sử Trung Hoa có một câu chuyện kể rằng, vào một hôm có một vị thiền sư, Ngài tình cờ dạo ngang cái ngôi miếu đó. Ngài thấy trong miếu có rất nhiều dân làng tập trung lại để thờ cúng một vị thần ở trong miếu. Thế là Ngài tiến vào bên trong, Ngài thấy dân làng chuẩn bị nào heo, dê, gà, vịt, tất cả các loại thức ăn, tất cả các loại hương hoa dân cúng vị thần đó. Dân làng ai nấy quỳ lại để cầu xin vị thần đó ban phước, ban ân huệ, ban tài lộc cho mình. Lúc đó vị thiền sư đến gần thì thấy cái vị thần mà người ta tôn thờ ở trong miếu đó chính là ba viên gạch. Ba viên gạch cũ, nó đã bị cháy xám từ ở đâu và chẳng biết nguồn gốc ra làm sao mà người ta đem về đó để tôn thờ. Và rồi dân làng cứ đồn thổi với nhau rằng ngôi miếu đó có một vị thần rất là linh, ai đến đó cầu xin cái gì cũng được. Thưa, lúc đó vị thiền sư thấy mọi người mê tín, thấy mọi người bị điên đảo trong niềm tin, nên Ngài đã dùng cây gậy đập bể ba viên gạch đó. Mọi người sửng sốt khi thấy thiền sư có cái hành động lạ thường quái dị như thế. Ấy vậy rồi mọi người mới bảo rằng, thầy dám đập vị thần ở trong miếu này, vị thần này rất là linh. Nếu như thầy phạm tội như thế thì thầy phải xin lỗi đi, còn không thầy sẽ bị thần trừng phạt. Thưa, thiền sư mỉm cười bước đi vài bước thì tự nhiên thấy có một người áo mão cân đai, thân hình đẹp đẽ bước đến,
quỳ xuống và đảnh lễ thiền sư rồi nói: Kính bạch hòa thượng, từ lâu con là vị thần được xem là người ở canh giữ ngôi miếu ấy. Hôm nay con đến để đảnh lễ hòa thượng, tạ ơn hòa thượng, chính bởi hòa thượng là người khai sáng cho con. Hòa thượng đập nát những viên gạch đó để con khỏi có tham chấp vào đó mà thọ nhận những cái hương hoa của người dân trong làng dân cúng. Bạch hòa thượng, con là một vị thần, con chẳng ban phước gì được cho người dân trong làng, nhưng chính bởi họ là người tự tạo có cái phước lành, rồi họ nói rằng đó là phước lành do con ban. Vì thế trong cuộc sống của họ gặp những điều thuận lợi, may mắn, họ nghĩ rằng con là người cho họ, thế cho nên họ đem lễ phẩm đến tạ lễ cho con, và bấy lâu nay nhờ vậy mà con thọ hưởng hương hoa ở nơi đó. Nay được hòa thượng khai thị, làm cho con sáng tỏ được, con thoát khỏi cái kiếp làm thần trong miếu, đến đây lại tạ hòa thượng để con đi về cõi trời tứ thiên vương. Đó là một câu chuyện trong thiền sử Trung Hoa nhằm gửi đến chúng ta: thờ thần hay là thờ các vị thánh, thờ là bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta, chứ không phải thờ để cầu sinh. Muốn có phước lành thì bản thân chúng ta phải sống cho thật tốt, phải làm phước cho thật nhiều. Làm phước ở đây đơn giản, dễ hiểu được thông qua các hành động như sau. Đối với một người Phật tử thì phải biết tôn trọng, cung kính, phụng dưỡng Tam Bảo. Đối với cha mẹ thì phải biết hiếu thảo. Đối với những người nghèo khó, vất vả, cơ nhỏ hơn mình thì phải giúp đỡ họ bằng khả năng của mình có thể. Và bên cạnh đó mình làm nhiều việc như là phóng sanh, từ thiện, tu phước, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em tàn tật, vân vân. Những việc làm công ích cho xã hội, chúng ta làm tốt thì chúng ta tự có phước lành, không cần một vị thần nào ban cả. Và thầy xin khẳng định rằng thần tài không thể ban phước lành cho chúng ta. Xin cảm ơn quý Phật tử đã có những câu hỏi rất hay gửi về cho thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.